Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phát triển một kế hoạch song phương mới dành cho Ukraina trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ, theo The Conversation. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiết lộ tổng thống Biden chuẩn bị gì cho Ukraina trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ? Nga răng bẫy lực lượng vũ trang Ukraine ở Donetsk. Tổng thống Zelensky được kêu gọi chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất do tình hình ở mặt trận. Ukraine thất thủ ở pháo đài Uleda, Nga nhổ được chiếc đinh tại Donetsk. Ông chủ Nhà Trắng Joe Biden muốn để lại sau mình một di sản và những tiến bộ trong việc hỗ trợ Ukraine, có thể là chiến thắng cuối cùng của ông, sẽ được mọi người ghi nhớ. Thứ nhất, ông ấy muốn đưa ra một tuyên bố mạnh và công khai rằng Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine. Nền tảng của việc này là cuộc gặp cấp cao vào tuần trước tại Nhà Trắng giữa ông Biden, bà Harris và ông Zelensky. Như vậy, ông Biden muốn chứng tỏ rằng vẫn như trước đây, Kiev là ưu tiên hàng đầu của Washington, đồng thời tạo lập hình ảnh Mỹ giữ vững cam kết rằng sự ủng hộ của Mỹ sẽ không chấm dứt, để ông Trump không thể phớt lờ việc này nếu trúng cử. Điểm thứ hai là ông Biden đang tiếp tục nghiên cứu việc phân bổ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Moscow tin rằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev cản trở việc giải quyết, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và đang đùa với lửa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Chuyên gia người Anh Alexander Mekoris cho biết rằng, thành phố Kurakhovo thuộc Cộng hòa Dân chủ Donetsk đang bị đe dọa, bị bao vây do cuộc tấn công của quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine không thể rút lui về phía Bắc. Theo nhà phân tích, quân đội Nga cũng đang áp sát các khu vực đông dân cư quanh thành phố, khiến Kurakovo có nguy cơ bị bao vây. Vào hôm thứ Năm, Phó Chỉ huy đơn vị tấn công của nhóm lực lượng phía Nam nói rằng việc giải phóng Maksimilianoka sẽ giúp tạo ra một đầu cầu để đánh chiếm một khu vực kiên cố của quân đội Ukraine theo hướng Kurakoski. Theo ông, quân đội Nga đang chặn mọi nỗ lực tiếp tế hoặc thực hiện luân chuyển của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về việc kiểm soát làng Ochoi, lân cận Maksimilianoka. Trên thực tế, điều này nói lên việc chiếm được khu vực kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Kurakovsky trong một thế gọng kìm. Như người đứng đầu Denis Pusilin đã tuyên bố, việc Ukraine để mất Uleda giúp Nga có thể nắm quyền kiểm soát hoạt động và trực quan đối với hoạt động hậu cần xung quanh Kurakovo. Thành phố được giải phóng vào ngày 3 tháng 10 là thành trì lớn cuối cùng của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Juno Donetsk. Giờ đây, các đơn vị Nga sẽ có thể tiến tới Velikaja, Novosenka ở biên giới với vùng Japorohi và Kurakhovo. Tổng thống Ukraine Zelensky có thể bị loại do thất bại ở mặt trận, nhà phân tích Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói rằng, tôi không thấy ông Zelensky có cơ hội tốt sau trận này bởi vì khi tình hình quân sự trở nên tồi tệ hơn, cuộc đấu tranh chính trị sẽ trở nên cực đoan hơn. Theo chuyên gia, ông Zelensky rất may mắn nếu trốn thoát được khỏi đất nước. Nhà phân tích gợi ý rằng trong trường hợp này, ông có thể sẽ đến sống ở Florida hoặc Caribe. Chuyên gia Johnson kết luận, nếu tôi là một đại lý bảo hiểm và bảo hiểm tính mạng cho ông Zelensky, tôi sẽ tìm kiếm một công việc mới, bởi vì các ông chủ của tôi sẽ rất tức giận trước khả năng cao là tôi sẽ phải trả tiền. Tuy nhiên, trái ngược với dự báo này, Tổng thống Zelensky luôn khẳng định, Kiev không có kế hoạch nhượng lại bất kỳ lãnh thổ nào để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột với Nga. Ông đưa ra bình luận này để đáp lại các báo cáo của phương tiện truyền thông tuyên bố rằng phương Tây đang cân nhắc ủng hộ một giải pháp, trong đó Moscow vẫn giữ quyền kiểm soát trên thực tế đối với một số khu vực trước đây là một phần của Ukraine. Trong bài phát biểu qua video vào ngày 5 tháng 10, ông Zelensky tuyên bố rằng các quan chức Ukraine sẽ thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Kiev với những người ủng hộ phương Tây vào tuần tới. Tuyên bố rằng điều này sẽ giúp củng cố đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Kiev vẫn chưa công bố lộ trình chiến thắng, mặc dù đã hứa sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, nhiều báo cáo phương tiện truyền thông khẳng định rằng kế hoạch bao gồm các đảm bảo an ninh của phương Tây giống như NATO cho Ukraine. Việc Kiev tiếp tục xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga để làm con bài mặc cả về lãnh thổ, việc cung cấp vũ khí tiên tiến, cụ thể do phương Tây sản xuất và nhiều viện trợ tài chính quốc tế hơn cho Ukraine. Kế hoạch này đã được ông Zelensky trình bày tại Mỹ vào tháng trước và được cho là đã vấp phải sự hoài nghi của các quan chức khi cho rằng nó không có điều bất ngờ thực sự và phần lớn chỉ là một danh sách mong muốn, theo tờ Bloomberg. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cuộc thảo luận với những người ủng hộ phương Tây của Kiev đã giúp nước này tiến gần hơn đến việc chấm dứt cuộc xung đột theo công thức hòa bình của Ukraine. Đây là mục tiêu của chúng tôi, đảm bảo cho Ukraine hòa bình và an ninh đáng tin cậy. Điều này chỉ có thể được thực hiện dựa trên luật pháp quốc tế và không có bất kỳ sự mặc cản nào về chủ quyền hoặc giao dịch lãnh thổ. Ông tuyên bố, nhiệm kỳ của ông Zelensky hết hạn vào ngày 20 tháng 5. Cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày 31 tháng 3 và lễ nhậm chức của nguyên thủ quốc gia mới được bầu vào tháng 5. Cuộc bỏ phiếu đã bị hủy với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Người đứng đầu chế độ Kiev tuyên bố bây giờ không phải là lúc bầu cử, đồng thời kêu gọi chấm dứt vấn đề này. Như Tổng thống Nga Putin đã lưu ý, tính hợp pháp của ông Yurevsky không thể được khôi phục bằng bất kỳ thủ đoạn nào. Theo ông, chính phủ hợp pháp duy nhất ở Ukraine vẫn là Vekona Rada, quốc hội và người phát ngôn của cơ quan này. Quân đội Nga tuyên bố các đơn vị thuộc cánh quân đông đã giải phóng hoàn toàn thành phố Olida thuộc tỉnh Donetsk. Uleda vốn là trụ cột của lực lượng phòng thủ Ukraine trong khu vực. Quân đội Nga đã phòng thủ tại mặt trận này suốt từ tháng 8 năm 2022. Trong nhiều tuần qua, lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút khỏi thị trấn để bảo toàn nhân sự và trang thiết bị quân sự trước nguy cơ bị bao vây. Tuy chịu tổn thất nặng nề do giao tranh kéo dài, Nga vẫn kiên trì nỗ lực giành quyền kiểm soát Uleda. Họ triển khai lực lượng dự bị để tấn công hai bên sườn, gây căng thẳng cho hệ thống phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine. Điều này khiến Uleda đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Bộ tư lệnh đã cho phép rút các đơn vị khỏi Uleda để bảo toàn nhân sự và trang thiết bị quân sự, quân đội Ukraine cho biết. Khác với các thành phố thông thường, Uleda không có những căn nhà biệt lập mà chủ yếu là các tòa nhà chung cư nhiều tầng được xây dựng từ thập niên 1960. Điều này khiến nó được ví như thành phố pháo đài nhờ chênh lệch độ cao với khu vực xung quanh và các tòa nhà cao tới 27 mét có thể ra cố để làm lô cốt. Từ thành phố này, binh sĩ Ukraine có thể quan sát khu vực ở cách xa hàng chục km, chỉ điểm cho pháo binh và thiết bị bay không người lái drone, tập kích các đơn vị Nga đang hành quân và tuyến hậu cần đối phương trong khu vực. Các mỏ than với những công trình cao tầng xung quanh thành phố cũng là những cứ điểm kiên cố và chạm quan sát đắc lực cho quân đội Ukraine. Ngoài lợi thế điểm cao, Uleda còn có vai trò quan trọng chiến lược được ví như chiếc đinh cố định, có nhiệm vụ kết nối hai phòng tuyến được ký ép xây dựng ở khu vực thành phố là chốt chặn cuối cùng trước phần lãnh thổ mà Ukraine còn kiểm soát ở phía nam tỉnh Donetsk, cũng như nằm cách ranh giới địa chính của tỉnh Zaporizhia khoảng 40 km về phía đông. Những yếu tố khiến Uleda trở thành mắt xích quan trọng trong lớp phòng thủ của Ukraine ở tây nam Donetsk, ngăn các đơn vị Nga thọc sườn hàng loạt thành phố trọng yếu và không thể dùng tuyến đường sắt Donetsk-Volnovakha cho mục đích quân sự giành được Oleda sẽ giúp lực lượng Nga chọc thủng phòng tuyến then chốt của Ukraine tại tỉnh Donetsk, thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực, cải thiện khả năng phòng thủ thành phố Melitopol gần đó, bảo vệ tuyến cao tốc donetsk Mariupol và ngăn những cuộc pháo kích nhằm vào Volnovakha. Thành phố có tầm quan trọng chiến lược với cả Nga và Ukraine, đó là lý do khiến đối phương chống đỡ quyết liệt và làm mọi cách để bám trụ thành phố. Địa thế của Oleda cũng khiến lực lượng Nga gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận và tấn công. Denis Pusilin, tỉnh trưởng Donetsk do Moscow bổ nhiệm cho hay. Không chỉ quan trọng về mặt quân sự, kiểm soát Uleda còn là thắng lợi mang tính biểu tượng với Nga, do đô thị này được coi là cứ điểm kiên cố bậc nhất và là một trong các thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donbass, bao gồm tỉnh Donetsk và Lugan. Lực lượng Nga đã chiếm được Uleda sau khi tiến hành cuộc tấn công theo thế gọng kìm. Các quan chức cho biết rằng binh sĩ Ukraine đã kháng cự đến cùng, ẩn náu trong các hầm mỏ và tầng hầm để tránh các loạt pháo. Tuy nhiên, trước sự bao vây của Nga, các binh sĩ đã rút khỏi thị trấn. Hơn 40 binh sĩ Ukraine đã ra đầu hàng. Ở chiều ngược lại, quan chức Ukraine cũng thừa nhận rằng tình hình của quân đội nước này đang xấu đi. Cụ thể, tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với quân đội Ukraine trên tuyến đầu gần Selidovo thuộc khu vực do Kiev kiểm soát ở Donetsk. Theo ông Vitali Molovidov, phát ngôn viên lữ đoàn karadak số 15 thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine, Chúng ta hiện có thể thấy lực lượng Nga đang tiến về phía Nam và phía Bắc Selidovo nhằm tạo điều kiện bao vây bán phần các đơn vị của chúng ta. Quan chức này nói, theo ông, quân đội Nga đã tăng cường chấn áp các vị trí của Ukraine. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!